Chứng nhận BAP đầu tiên của Việt Nam được trao cho vùng chuyên canh lúa tôm ở Cà Mau, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Chứng nhận BAP là chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất của Tổ chức Liên minh Thủy sản Toàn cầu. Khi đạt chứng nhận BAP, tôm Cà Mau nói riêng, tôm Việt Nam nói chung sẽ rộng đường xuất khẩu đến hầu hết các quốc gia khó tính trên thế giới. Bởi Tổ chức Liên minh Thủy sản Toàn cầu hiện có hơn 1.100 thành viên ở 70 quốc gia và đã trở thành tổ chức nổi bật nhất đại diện cho ngành công nghiệp thủy sản toàn cầu.